Hà Giang đã đánh dấu một bước tiến quan trọng trong lĩnh vực du lịch khi được vinh danh tại giải thưởng điểm đến du lịch hàng đầu châu Á tại lễ trao giải World Travel World 2023 khu vực châu Á, châu Đại Dương. Đồng thời, Hiệp hội Văn hóa và ẩm thực Việt Nam đã công nhận Hà Giang với ba món ẩm thực tiêu biểu của Việt Nam, đó là phở ngô, cá bỗng và cháo tẩu. Những thành tựu này đã giúp Hà Giang nổi bật trên bản đồ du lịch khu vực và đóng góp vào việc tăng cường thương hiệu du lịch của Việt Nam trên bản đồ thế giới. Trong hơn 13 năm qua, tỉnh Hà Giang đã nỗ lực bảo tồn và phát huy giá trị di sản địa chất, văn hóa, phát triển du lịch mang tính chất bền vững, phù hợp với chiến lược quy hoạch và định hướng của Đảng và nhà nước và tiêu chí của mạng lưới công viên địa chất, đã mang lại sinh kế, lợi ích, thu nhập cho người dân địa phương, đồng thời góp phần vào nhiệm vụ quốc phòng và an ninh. Hà Giang đã biến những di sản và giá trị văn hóa thành các sản phẩm du lịch đầy hấp dẫn, độc đáo và phong phú vẻ đẹp. Hiện nay, tỉnh có tổng cộng 61 di tích và danh thắng, trong đó có 31 di tích danh thắng cấp quốc gia, 30 di tích danh thắng cấp tỉnh và 27 di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia cùng với 3 bảo vật quốc gia. Năm 2021, Hà Giang đã được hãng truyền thông CNN bình chọn là một trong 10 điểm du lịch an toàn và hấp dẫn ở Việt Nam. Với những ấn tượng mạnh mẽ trong phát triển du lịch, trong tháng 10, số lượng khách đến với Hà Giang là hơn 2 triệu 440.000 lượt du khách, trong đó gần 240.000 lượt khách quốc tế. Tổng thu từ du lịch ước đạt gần 5 tỷ 740 triệu đồng và dự kiến cả năm 2023 sẽ đạt trên 3 triệu lượt khách.